xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, mới đây thì hình ảnh 3D của Pixel 4 XL đã xuất hiện gần một tháng sau khi bản render thiết kế của Pixel 4 bị rò rỉ và được chính Google xác nhận. Dựa trên video và các hình ảnh mới được LeakerOlix đăng tải thì chúng ta biết được rằng Pixel 4 XL sẽ có màn hình tràn đáy không khiếm khuyết, không dùng camera trượt, đục lỗ hay tái thỏ. Ở trong phần trán, kích thước lớn sẽ là hai cam trước và các cảm biến cùng loa thoại. Vì phần cầm mỏng, thế nên là Pixel 4 XL sẽ không có loa âm thanh nổi phía trước. Kích thước màn hình của Pixel 4 XL sẽ là 6,25 inch, sử dụng công nghệ OLED. Dự kiến là máy sẽ dùng công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình. Và Pixel 4 XL cũng được cho là sẽ trang bị tính năng mở khóa bằng khuôn mặt tương tự như Face ID. Ở phía sau là cụm camera hình vuông nằm phía góc trên bên trái, trong đó sẽ có 3 camera, micro và đèn LED. Bên cạnh camera chính là camera phụ với khả năng zoom và một camera phụ khác chưa rõ chức năng. Mặt lưng của máy làm bằng kính và chỉ có một màu. Pixel 4 XL dự kiến sẽ dùng con chip Snapdragon 855, 6GB RAM và chạy Android Q. Nếu đúng lịch trình của năm ngoái thì Google sẽ trình làng Pixel 4 và Pixel 4 XL vào tháng 10 tới đây. Các bạn mến, không chỉ có Huawei P30 Pro hay là Oppo Reno Zoom 10X mà sắp tới thì Xiaomi cũng sẽ có camera zoom thiết kế kiểu kính tiềm vọng tàu ngầm, bởi họ vừa nhận được bằng sáng chế cho công nghệ này tại Trung Quốc. Với tên gọi là Camera Components and Electronic Device, bằng sáng chế được Xiaomi nộp từ cuối năm ngoái và đã được công bố cách đây ít hôm, trong đó mô tả sự kết hợp của một camera chính với ít nhất một ống kính tiềm vọng bổ trợ sẽ được đặt vuông góc với ống kính chính. Nhờ quá trình khúc xạ ánh sáng mà ống kính tiềm vọng sẽ có thể đạt được độ phóng đại thu khác nhau mà không làm tăng kích thước tổng thể của máy ảnh chính cũng như là cụm camera kính tiềm vọng. Đồng thời bằng sáng chế cũng mô tả về cách đặt thấu kính phụ vừa khít vừa chùm sáng sau khi đi ra thấu kính chính, giúp cho việc dùng thêm thấu kính phụ không ảnh hưởng tới độ dày tổng thể của thấu kính chính nói riêng và cả cụm camera tàu ngầm nói chung. Hiện tại thì Huawei P30 Pro hay là Oppo Reno Zoom 10X đã có tiêu cự lên tới 135mm và 130mm, vì vậy chúng ta vẫn có thể hy vọng là mẫu flagship trong tương lai của Xiaomi cũng sẽ sở hữu khả năng zoom ấn tượng như vậy. Màn hình cuộn trên mẫu smartphone đang được Sony phát triển sẽ do LG Display cung cấp. Hãng điện tử Hàn Quốc đã giới thiệu TV OLED cuộn được tại CES và điện thoại của Sony có thể là phiên bản thu nhỏ của cùng một công nghệ. Trong giai đoạn thử nghiệm nên sản phẩm của Sony chỉ dùng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 710. Thiết bị thương mại có thể là tích hợp sẵn con chip Snapdragon 855 cao cấp modem X50 cho kết nối 5G. Điện thoại mới của Sony còn được cho là có camera zoom 10X nhưng chưa rõ cấu tạo. Hiện nay thì Oppo Reno hay là Huawei P30 Pro đã có tính năng này nhưng là zoom quang học 5X và 2 plus 10X. Chưa có thiết bị thương mại nào hỗ trợ zoom quang học 10X. Với thiết kế cuộn được thì Sony có thể phải cắt bớt một số tính năng trên điện thoại của mình. Trong đó viên pin chỉ là 3220 mAh. Thiết bị độc đáo này dự kiến sẽ được công ty Nhật Bản giới thiệu vào cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy đặt nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.